Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức bài 2 ôn tập các phép tính với số tự nhiên tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách nằm ở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, đặt tính đổi tính, câu E. 1.623 cộng với 4.829 bằng bao nhiêu? Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em thực hiện các phép tính này trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi. Để thực hiện phép cộng này thì trước hết là các em đặt tính sao cho đúng. Các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng phải thẳng cột với nhau. Các em tính từ phải sang trái. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 3 cộng 2 bằng 5. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 cộng 4 bằng 6. Phép tính thứ hai. Hai trừ một bằng một. Bảy không trừ được chín, lấy 17 trừ chín bằng 8, viết 8 nhớ 1. 8 trừ một bằng 7. 7 trừ 3 bằng 4. 2 trừ 2 bằng 0. 17 trừ 8 bằng 9. Bốn cộng chín bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 nhớ 1 là 8, 8 cộng 1 bằng 9. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3, hạ 1. Câu B, 263 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 là 7. 208 nhân với 12, các em lấy 2 nhân trước. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 0 bằng 0, nhớ 1 là 1. 2 x 2 bằng 4. 1 x 8 bằng 8, các em viết 8 lùi sang bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất. 1 x 0 bằng 0. 1 x 2 bằng 2. Hạ 6. 1 cộng 8 bằng 9. 4 cộng 0 bằng 4. Hạ 2. Tiếp theo là 5.423 chia cho 17. Chia cho số có 2 chữ số thì các em chọn 2 chữ số để chia. Nếu hai chữ số mà bé hơn không chia được thì các em mới lấy 3 chữ số để chia. Ở đây các em lấy 54 chia 17. Các em ước lượng được 3 lần. Các em nhớ nha. Các em lấy này, 1 x 17 bằng 17 này, 2 x 17 bằng 34. 3 x 17 bằng bao nhiêu? 3 x 7 bằng 21. 24 trừ 21 bằng 3, viết 3 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 là 5. 5 trừ 5 bằng 0. Như vậy còn dư 3. Hạ 2 ta được 32. 34 chia 17 bằng 2. Vậy 32 chia 17 thì được 1 thôi. 1 x 7 bằng 7. 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 1 x 1 bằng 1. Thêm 1 là 2. 3 trừ 2 bằng 1. Dư 15. Hạ 3, được 153. 153 chia cho 17 thì các em ước lượng như sau. 153 các em làm tròn thành 150. 17 làm tròn thành 20. Bây giờ các em nhẩm. 15 chia 2
À, 15 chia 2 thì được 7. Đây là ước lượng thôi. Còn khi thử lại mà không đúng thì các em sẽ điều chỉnh sau. Có thể tăng lên 1, 2 đơn vị hoặc hạ xuống 1, 2 đơn vị. Khi các em lấy 7 nhân với 17 bằng 119, lấy 153 trừ 119 thì nó còn dư 34. Tức là vẫn dư được 2 lần nữa. 34 chia 17 được 2. Như vậy các em phải điều chỉnh thương là 7 cộng thêm 2 bằng 9, các em lấy 9. 9 nhân 7 bằng 63. 63 trừ 63 bằng 0, viết 0 nhớ 6. 9 nhân 1 bằng 9, thêm 6 là 15. 15 trừ 15 bằng 0. Tiếp theo là các em sang bài 2. Không thực hiện phép tính, hãy nối các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau. Rồi. À, ở đây các em vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân mà chúng ta đã được học. Tính chất giao hoán của phép cộng: A cộng B bằng B cộng A. 462 cộng với 7819 thì bằng 7819 cộng với 462. Rồi, biểu thức thứ hai, các em vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Khi cộng các số tự nhiên, các em có thể kết hợp hai số hạng ở vị trí bất kỳ lại với nhau sao cho việc tính toán nó được thuận tiện. Các em có thể lấy A cộng B trước hoặc là lấy A cộng C trước. Cũng có thể lấy B cộng C trước. Được chưa? Như vậy biểu thức này thì nó sẽ bằng biểu thức này. Các em có thể kết hợp là số hạng thứ hai và số hạng thứ ba trước. Rồi, biểu thức thứ ba. Các em vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân: A nhân B bằng B nhân A. 672 nhân 39 thì bằng 39 nhân 672. Rồi, biểu thức thứ tư thì các em vận dụng tính chất nhân một số với một tổng. Đúng không? A nhân B cộng A nhân C. Hai cái tích này có A chung, các em đặt A ra bên ngoài. Thì bên trong còn lại là B cộng C. Đây là nhân một số với một tổng này. Được chưa? Các em đặt 3 ra bên ngoài. Hai tích này có 3 chung. Đặt 3 ra bên ngoài, ta có bên trong là 85 cộng với 15. Tiếp theo là các em sang bài 3. Mẹ mua hai gói trái cây sấy hết tất cả là 54.000 đồng. Trong đó gói mít sấy có giá hơn gói chuối sấy là 10.000 đồng. Tính giá tiền mỗi gói trái cây sấy mà mẹ đã mua. Mẹ mua hai gói trái cây sấy hết tất cả là 54.000 đồng. Bao gồm mít sấy và chuối sấy. Thầy giáo viết tắt là mít cộng chuối bằng 54.000. Mít sấy có giá hơn gói chuối sấy là 10.000 đồng. Có nghĩa là giá tiền của gói mít sấy trừ đi giá tiền của gói chuối sấy bằng 10.000 đồng. Thầy giáo viết tắt là mít trừ đi chuối bằng 10.000. Tính giá tiền mỗi gói trái cây sấy mà mẹ đã mua. Tức là các em tính xem mít bằng bao nhiêu và chuối bằng bao nhiêu. Khi biết tổng hai số là 54.000, hiệu hai số là 10.000. Đây là dạng toán tổng hiệu các em đã được học. Đối với dạng toán tổng hiệu thì các em nhớ cho thầy hai công thức. Muốn tìm số lớn, lấy tổng cộng hiệu chia 2. Muốn tìm số bé, lấy tổng trừ hiệu chia 2. Nhưng các em nhớ là chúng ta phải xác định được đâu là số lớn và đâu là số bé. Ở đây mít trừ chuối bằng 10.000. Chứng tỏ mít là số lớn và chuối là số bé. Như vậy giá tiền của gói mít sấy là chính là số lớn. Các em lấy tổng cộng hiệu chia 2. Tổng đây 54.000 cộng hiệu là 10.000. Đặt trong dấu ngoặc rồi chia cho 2. Các em tính xem là chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu. Ta được kết quả bằng 32.000 đồng. Tiếp theo là các em tính giá tiền của gói chuối sấy. Chuối sấy chính là số bé, các em có thể lấy tổng trừ hiệu chia 2 hoặc là
À, các em lấy tổng trừ đi số lớn. Tổng hai số là 54.000. Ta biết một số là 32.000 rồi, thì số còn lại là 54.000 trừ 32.000 bằng 22.000 đồng. Rồi đến đây các em nhớ đáp số mít sấy, chuối sấy. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Robot đi siêu thị mua một số món đồ với giá như sau. Các em quan sát và đọc. Tính tổng số tiền robot cần phải trả bằng cách thuận tiện. À, chúng ta nhận thấy 25.000 mà kết hợp với 75.000. Hai số này cộng với nhau bằng 100.000. 50.000 cộng 50.000 cũng bằng 100.000. 60.000 cộng 40.000 cũng bằng 100.000. 90.000 cộng 10.000 cũng bằng 100.000. Như vậy ta được kết quả là 100, 200, 300, 400, 400.000. Do đó chúng ta dễ dàng tính được tổng số tiền robot cần phải trả là 25.000 cộng 75.000, 50.000 cộng 50.000, 60.000 cộng 40.000, 90.000 cộng 10.000. Mỗi cặp này đều có tổng là 100.000. 4 cặp thì có 4 số 100.000 cộng với nhau. Ta được kết quả là 400.000 đồng. Các em nhớ đáp số. Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.